Đã nhiều vụ nay, anh Sơn thuê mượn ruộng của các hộ dân trong thôn Đức Chính để cấy lúa. Diện tích canh tác của gia đình anh thời điểm này khoảng 20 hecta. Với diện tích lớn, anh quy vùng sản xuất, cấy một loại giống có liên kết với công ty nên đầu ra thuận lợi. Tính ra mỗi năm, trừ chi phí sản xuất, anh Sơn thu lãi gần 600 triệu đồng. Cân cho bên chỗ công ty thì cứ người ta làm theo quy trình người ta hướng dẫn. Thì đến lúc mình thu hoạch thì mình lại xe người ta về người ta cân. Như nhà tôi mà một vụ thì nếu mà thu mà nó được mùa thì nó rơi vào cứ tầm khoảng 130 đến 140 tấn. Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân chính là tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững. Đầu năm nay, xã Quỳnh Thọ xây dựng mô hình cánh đồng không bờ, sản xuất lúa thương phẩm. Chủ trương này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của người dân. Cái mô hình không bờ tạo điều kiện cho các hộ tích trữ ruộng đất có điều kiện cấy giống lúa theo ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm của lúa Nhật. Việc thực hiện thì đã được hội viên nông dân ủng hộ rất là cao. Do đó là đến thời điểm này thì trên địa bàn Quỳnh Thọ là chúng tôi trên 50 hecta của diện tích cấy lúa không bờ. Với mỗi người dân nơi vùng quê này, xây dựng quê hương thêm giàu đẹp vừa là trách nhiệm cũng là niềm tự hào. Bởi thế người góp công, người góp của cùng chung sức hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, tổng kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của xã Quỳnh Thọ trên 96 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa trên 3,3 tỷ đồng, nguồn lực từ nhân dân đầu tư là 45 tỷ đồng. Các đơn vị cơ sở thôn tập trung đầu tư để củng cố các thiết chế văn hóa, đặc biệt là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc như thôn Hưng Đạo, thôn Minh Đức là tập trung tu bổ vào thấy giếng làng. Trong cái năm gần đây thì đầu tháng 3 vừa rồi, thôn Minh Đức đã tổ chức khánh thành như vậy là giếng làng với tổng kinh phí của họ là 230 triệu và nguồn vốn là từ nguồn xã hội hóa của nhân dân. Diện mạo mới, sức sống mới hiện hữu nơi vùng quê nông thôn mới Quỳnh Thọ. Đó là tiền đề, là động lực để cán bộ và nhân dân nơi đây tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng địa phương sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.